Thanh niên là lực lượng lao động chính trong xã hội. Thực trạng thanh niên chưa kiếm được việc làm hay có việc làm nhưng chưa phù hợp đang phổ biến trong xã hội. Chính vì vậy, các hoạt động hỗ trợ việc làm như là phiên giao dịch việc làm hay ngày hội việc làm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tư vấn tạo điều kiện việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên hiện nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là ngày hội khởi nghiệp nghề nghiệp việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lâm Đồng và tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức. Với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên đến từ các phường xã, trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. Đặc biệt với 312 đơn vị doanh nghiệp đăng ký thông tin tuyển dụng với khoảng 2.000 chỉ tiêu, trong đó 24 đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp với nhiều ngành nghề như kinh doanh, du lịch, nông nghiệp, tài chính, tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia. Em cảm thấy nó đem lại nhiều điều cho những bạn mà đang muốn sang Nhật Bản để làm việc hoặc học tập, đưa ra nhiều cái hướng đi. Chương trình này là rất bổ ích cho thanh niên, đánh trúng tâm lý của thanh niên là tìm kiếm việc làm thì cũng rất bổ ích, rồi cũng tư vấn cho thanh niên về những cái chương trình lao động, xuất khẩu lao động ở nước ngoài, rồi những chương trình mà vay vốn hỗ trợ cho thanh niên, thì mình cảm thấy là cái chương trình ngày hội việc làm năm nay rất là bổ ích. Các hoạt động hỗ trợ việc làm cho thanh niên đều nhắm đến mục đích trang bị kỹ năng kiến thức để nghề nghiệp và việc làm, kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc chọn nghề, tìm việc làm đáp ứng được yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay, khuyến khích thanh niên lập nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp. Thấy cái chương trình này nó rất là phù hợp với tất cả các đối tượng là các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Em cũng mong muốn là nếu như mà có cái ngày hội việc làm này mà được tổ chức thường xuyên, một tháng một lần cũng được, thì sẽ giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên nó tiếp cận được cái thông tin việc làm cụ thể và sớm hơn. Thưa quý vị và các bạn, đến với ngày hội việc làm cũng như là các phiên giao dịch việc làm giúp cho người lao động được tư vấn, tìm hiểu về nhu cầu việc làm cũng như là thị trường lao động hiện nay. Đây là bước đệm để thanh niên và người lao động định hướng được cơ hội việc làm cũng như vấn đề lập nghiệp hiện nay. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm của chính phủ, trong quý 1 năm 2017, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm tại hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, thu hút hàng ngàn lao động tham gia tuyển dụng và tìm kiếm được việc làm phù hợp. Ngoài ra, từ các hoạt động này, hàng năm đã giải quyết việc làm được gần 30.000 lao động tại địa phương, trong đó giải quyết việc làm cho thanh niên chiếm khoảng 70%. Bên cạnh việc giúp người lao động tìm kiếm việc làm ở thị trường trong nước, các hoạt động này còn chú trọng tư vấn lao động tham gia xuất khẩu lao động, nhận được sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của người lao động và doanh nghiệp. Đây là một cái kênh để mà các doanh nghiệp họ có thể tuyển dụng được những công nhân, những người mà hỗ trợ cho họ trong cái việc mà sản xuất kinh doanh hay điều hành các cái doanh nghiệp, và cũng là một cái dịp để mà giải quyết được việc làm cho thanh niên Lâm Đồng. Đối với thanh niên của chúng ta thì trên địa bàn Lâm Đồng có rất là nhiều trường cao đẳng đại học, vì vậy mà mỗi một năm cái lượng sinh viên ra trường khá là nhiều. Nhu cầu cũng như là cái yêu cầu để mà giải quyết nghề nghiệp việc làm cho thanh niên là khá là lớn, vì vậy mà cái chương trình này đã đang và sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng và làm mạnh mẽ, có chiều sâu hơn để có cơ hội việc làm tốt cho thanh niên. Ngoài các hoạt động ngày hội việc làm được tổ chức thường niên, thì công tác giải quyết việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lâm Đồng cũng khá hiệu quả. Bằng việc tổ chức sàn giao dịch 2 lần mỗi tháng, giúp người lao động tiếp xúc với doanh nghiệp qua nhiều kênh, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động. Với số doanh nghiệp tham gia trung bình mỗi phiên có khoảng 60 doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng là trên 2.500 người, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động mỗi phiên. Có thể thấy, đây là cơ hội và là sân chơi tốt cho cả người lao động và nhà tuyển dụng, đặc biệt là lực lượng thanh niên, sinh viên, lao động trẻ tìm kiếm những công việc phù hợp, đồng thời có thể tìm hiểu doanh nghiệp, qua đó định hướng rõ ràng hơn con đường học tập và rèn luyện kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc hiện nay.